Nghẹn ngào hành động con ruột dành cho Phi Nhung ai cũng phải thốt lên, giống mẹ thật sự. Mới đây trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung đã đăng tải đoạn clip cảnh cô ngân nga bài hát Giấc mơ cánh cò, một bài hát quen thuộc gắn liền với tên tuổi Phi Nhung, nhiều người không khỏi bất ngờ trước giọng hát của Wendy. Trong clip, Wendy Phạm đã hát cùng một người khác, tuy nhiên giọng hát của cô vẫn gây chú ý với khán giả vì được ví rằng gần giống giọng của Phi Nhung. Chất giọng khàn của cố ca sĩ một lần nữa hiện ra trước mắt người hâm mộ. Cùng với giọng hát, ngoại hình và gương mặt, Wendy Phạm khiến không ít khán giả bồi hồi, nghẹn ngào khi xem vì quá giống với Phi Nhung. Nhìn Wendy giống mẹ thật sự, nét nghiêng của Wendy Phạm giống hai quá hai ơi. Quá tuyệt vời cháu ạ, giống mẹ quá Wendy ơi, con gái ngày càng giống mẹ. Vào ngày 18 tháng 9, con gái Phi Nhung đã cùng những thành viên còn lại trong gia đình tổ chức lễ giỗ đầu cho cố ca sĩ. Theo đó, mọi thứ được người thân của Phi Nhung chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Trong buổi lễ, Wendy Phạm xuất hiện cùng Tri Di Phương Trinh và cầu họ. Cả ba cùng livestream giao lưu với khán giả và gửi lời cảm ơn toàn thể người hâm mộ. Trong buổi livestream, Wendy Phạm phấn khích, khoe mặc chiếc áo đặc biệt trong ngày này để tỏ lòng yêu thương tới Phi Nhung. Đã tròn một năm kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, cả showbiz không khỏi chấn động và bàng hoàng trước tin dữ. Người thân bên cạnh Phi Nhung đau đớn và chịu mất mát không nói nên lời. Tuy nhiên, sau thời gian dài, con gái cố ca sĩ Phi Nhung dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Cô và những người thân trong gia đình tiếp tục thực hiện nguyện vọng còn dang dở của mẹ. Được biết, Wendy Phạm muốn lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cũng như học bổng dành cho những sinh viên theo ngành y và thanh nhạc.